Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 11, chương trình có nhiều thông tin chính sau đây. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm gia đình chính sách. Khó khăn trong dạy và học môn tiếng Anh ở miền núi. Cải thiện điểm số chi phí không chính thức để nâng cao chỉ số PCI, doanh nghiệp hãy lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017, chiều nay, Ban Công tác Mặt trận Liên khu Dân cư Ca Tăng Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Liên khu dân cư Ca Tăng Khe Đá giáp biên giới với nước bạn Lào với 283 hộ, hơn 1.000 khẩu, gồm 3 dân tộc Paco, Vân Kiều và Kinh. Trong những năm qua, nhân dân ở đây luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh. Hiện nay, hầu hết đời sống người dân nơi đây ngày càng được nâng cao, chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp, trồng rừng và phát triển các ngành nghề truyền thống. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, tiền bạc để xây dựng. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh đến trường ở cả cấp học bình quân hàng năm đạt 91%, 100% có trẻ dưới 6 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Công tác kết nghĩa bản bản hai bên biên giới được duy trì và phát triển, đồng viên giúp đỡ nhau, góp phần bảo vệ đường biên cột mốc và xây dựng tình hữu nghị Việt-Lào ngày càng bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương những kết quả đã đạt được của nhân dân liên khu dân cư Ca Tăng Khe Đá trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị bà con nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong công tác xóa đói giảm nghèo, bảo vệ đường biên cột mốc, góp phần xây dựng quê hương. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân triển khai có hiệu quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng cường giữ gìn đường biên cột mốc, hòa bình ổn định cùng nhau phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, thị trấn Lao Bảo đã tặng quà cho 20 gia đình chính sách và hộ nghèo, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã trao tặng quà lưu niệm cho hai bản Ca Tăng và Khe Đá. Tỉnh ủy Quảng Trị tặng quà lưu niệm cho bản kết nghĩa Đen Sa Văn, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Văn Na Khẹt. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm trao quà cho một số đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Hướng Hóa và trao học bổng cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú của huyện. Cùng tham gia với đoàn có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong chuyến thăm và công tác nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao một bộ máy vi tính cho trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hướng Hóa và 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 10 em học sinh của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Cũng nhân dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng 60 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hóa để xây dựng hai nhà đại đoàn kết giúp những người khó khăn về nhà ở có được ngôi nhà ấm áp hơn. Những món quà nghĩa tình đến với các em học sinh và người dân huyện Hướng Hóa đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, luôn biết chia sẻ và cộng đồng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ngay sau buổi lễ trao quà, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho ông Trần Kim Giá là thương binh ở khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, bà Hồ Thị Biệt và Hồ Thị Hơi là bệnh minh, hộ nghèo ở thị trấn Lao Bảo. Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị tổ chức hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bão lụt trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Hà Sĩ Đồng cho biết, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kết nối được với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc hỗ trợ đồng bào bị thiên tai tại tỉnh Quảng Trị. Qua đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp người dân bị ảnh hưởng của bão lụt trên địa bàn tỉnh. Thay mặt các cử tri, người dân bị thiệt hại do thiên tai trong tỉnh, đồng chí tiếp nhận sự hỗ trợ và giao trách nhiệm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chuyển món quà ý nghĩa trên đến đúng địa chỉ, góp phần giúp những người dân bị ảnh hưởng của bão lụt trên địa bàn tỉnh sớm khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang ghi nhận những tình cảm của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đại diện cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai trong tỉnh, đồng thời cam kết sẽ chuyển quà đến tận tay đồng bào bị thiệt hại do bão lụt. Cùng trong dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao 4,5 tỷ đồng Quỹ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Trị. Nguồn kinh phí này để xây dựng trường mầm non Gio Quang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Sau buổi trao quà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình có người thân thiệt mạng trong các đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Hải Lăng, Triệu Phong và thành phố Đông Hà. Thưa quý vị và các bạn, tiếng Anh là môn học ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng. Thế nhưng chất lượng đào tạo môn học này vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhất là đối với các trường học ở vùng núi. Để các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thể tiếp cận môn học và đạt ngưỡng điểm trung bình, từ trước đến nay vẫn là điều không hề đơn giản. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trường Trung học Phổ thông A Túc, huyện Hướng Hóa có trên 90% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học. Với học sinh ở đây, việc tiếp nhận kiến thức của các môn học đã khó, việc học và thực hành môn tiếng Anh lại càng trở nên khó khăn hơn. Đó cũng chính là lý do mà từ nhiều năm nay, tiếng Anh luôn là một trong những môn học có chất lượng kém nhất của ngôi trường này. Bộ môn học tiếng Anh ở trường thì bọn em khó khăn thì rất nhiều, ví dụ như là thiếu sách. Vì ở đây bọn em xa thị trấn nên đi mua sách đồ rất là khó. Với lại cấp 2 bọn em cũng chưa được học tiếng Anh nữa. Lên cấp 3 mới được tiếp cận. Với lại môn tiếng Anh là một ngôn ngữ mới nên tiếp cận rất là khó. Để mà giao tiếp với mấy bạn bên ngoài, ví dụ như trường Trung học Phổ thông Khe Sanh thì bọn em còn quá xa để mà theo kịp các bạn. Một lượng học sinh khá lớn chưa được học bộ môn tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở, dẫn đến quá trình dài chương trình tiếng Anh 7 năm theo quy định của bộ thì rõ ràng việc tiếp nhận kiến thức của các em rất khó. Thứ hai nữa, điều kiện học tập của các em ở nhà nó không thuận lợi cả các vùng đồng bằng. Do vậy, quá trình tiếp cận giữa giáo viên và học sinh để triển khai buổi dạy học của môn này cũng có những cái hạn chế nhất định. Và thứ ba nữa là cái kỹ năng hiểu tiếp nhận cái chương trình tiếng Anh với đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số quá khó. Khó ở chỗ là cái ngôn ngữ các em chưa được la lẫm, do vậy mà khi tiếp cận thì gặp những khó khăn. Những khó khăn trên chính là lực cản trong công tác dạy và học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trong suốt thời gian vừa qua. Điều này dẫn đến chất lượng môn tiếng Anh luôn ở mức thấp kỷ lục. Bằng chứng là trong kỳ thi tốt nghiệp năm học 2016-2017, tại trường Trung học Phổ thông A Túc chỉ có 2 em đạt điểm từ 5 đến 7, còn lại các em chỉ đạt điểm dưới trung bình. Để khắc phục tình trạng này, rất nhiều phương pháp dạy học mới đã được các thầy cô giáo bộ môn áp dụng, như là học theo nhóm, tạo hứng thú cho các em bằng những trò chơi sinh động, hình ảnh minh họa cụ thể, dạy học theo chủ đề và mình dàn thay đổi hệ thống bài tập đơn giản hơn cho các em có thể thực hiện và ghi nhớ kiến thức cơ bản. Nhưng có lẽ, với học sinh vùng cao, những nỗ lực của các thầy cô giáo ở đây phải lớn gấp nhiều lần như vậy. Cái giải pháp đầu tiên chúng tôi cho rằng hết sức quan trọng đó là gì? Đó là tạo ra những cái tiết học sôi động, hấp dẫn. Bởi vì đây là bộ môn là với các em. Hấp dẫn ở chỗ là tạo ra một không khí, một tiết học vừa chơi để cho các em hứng thú với môn học. Đó là giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai là tăng cường kiểm tra rèn luyện cái kỹ năng nghe, kỹ năng nói và
kỹ năng viết của các em. Tôi nghĩ là học sinh ở cái vùng khó thì cái điều quan trọng nhất là tạo cái động lực cho các em. Cho nên cái muốn gì thì gì, cả thầy cô bộ môn tiếng Anh cũng như các thầy cô khác thì phải bám sát đối tượng, tạo cái động lực cho các em, động viên các em, sâu sát các em, gần gũi các em thì là cái cách làm tốt nhất. Và tiếng Anh thì nó có khác hơn một tí ở các môn khác là các thầy cô là qua những cái kênh như là kênh tiếng, kênh hình thì giúp cho các em có nhiều cái hứng thú hơn thôi. Còn lại chủ yếu là thầy cô phải có tâm với các em thì mới thành công được. Rõ ràng, để có thể nâng cao chất lượng môn tiếng Anh, trên tình trạng phần lớn các em học sinh phải nhận điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì vẫn còn rất nhiều khó khăn và đó vẫn là một chặng đường rất dài. Trong đó, quan trọng nhất chính là tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với các em học sinh ở đây. Có như vậy mới có thể tạo được hứng thú và nâng cao khả năng tiếp nhận kiến thức môn học cho các em. Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày 12 tháng 11 năm 2017, tại đình làng thôn Nại Cựu, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, câu lạc bộ nhà giáo thôn Nại Cựu đã tổ chức lễ mừng thọ các cựu giáo chức và trao học bổng cho con em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi đạt giải cấp tỉnh quốc gia. Tại đây, câu lạc bộ nhà giáo thôn Nại Cựu đã mừng thọ 80 tuổi cho các nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của huyện Triệu Phong nói chung và quê hương thôn Nại Cựu nói riêng. Đồng thời, trao các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên học tập tốt trong năm học vừa qua và thi đạt các giải cao cấp tỉnh và quốc gia trong các kỳ thi. Được biết, câu lạc bộ nhà giáo thôn Nại Cựu xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong được thành lập từ năm 2014. Đến nay, có hơn 400 cựu giáo chức và đương chức. Câu lạc bộ thành lập nhằm mục đích phục vụ cho công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn xã Triệu Đông và thôn Nại Cựu để động viên con em cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Sáng nay tại khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác công an phường 5 phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đông Hà bắt quả tang đối tượng Hồ Minh Đức, sinh năm 1985, trú tại khu phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bắt quả tang, thu được trên người của Hồ Minh Đức 44 viên hồng phiến và 500.000 đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Như thường lệ, chương trình của chúng tôi xin được tiếp tục với mục sự kiện và bình luận Chủ nhật hàng tuần. Kính thưa quý vị, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là kênh thông tin quan trọng giúp các cấp chính quyền đánh giá công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động phát triển. Muốn cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì cần phải cải thiện điểm số chi phí không chính thức, vì đây là chỉ số thành phần cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Muốn vậy, ngoài nỗ lực của các cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, rất cần thiết sự lên tiếng thiện chí của doanh nghiệp để loại bỏ chi phí không chính thức. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong mục sự kiện và bình luận tuần này với phần trình bày của Như Hòa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cải thiện điểm số chi phí không chính thức, doanh nghiệp hãy lên tiếng. Vì sao chúng tôi lại đặt vấn đề trong mục sự kiện bình luận tuần này như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những con số sau đây. Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi các sở ban ngành trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về việc cải thiện điểm số chi phí không chính thức, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 đã nêu số liệu PCI của tỉnh Quảng Trị do VCCI báo cáo. Theo đó, 70,1% doanh nghiệp phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức, 62,64% hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp. Do đó, chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh Quảng Trị năm 2016 chỉ đạt 4,77 điểm, đứng thứ 50 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Chi phí không chính thức có khi là chi phí bôi trơn của các doanh nghiệp để có được giấy phép đầu tư hay hoa hồng khi cạnh tranh để có được các hợp đồng của cơ quan nhà nước, chi phí lót tay khi làm thủ tục thông quan, khoản phí bôi trơn do sợ bị bắt bẻ, làm khó trong các thủ tục quyết toán, thanh tra, kiểm tra thuế, vân vân và vân vân. Thêm vào đó, theo VCCI, hiện tượng doanh nghiệp tự nguyện tra dầu bôi trơn, chủ động đưa quà cáp dù không bị đòi hỏi có dấu hiệu phổ biến, trở thành luật bất thành văn với mục đích là tạo lập mối quan hệ như một hợp đồng bảo hiểm cho những rắc rối và được tạo thuận lợi giải quyết các vụ việc nảy sinh trong tương lai. Thưa quý vị,
Những con số trên và vấn đề chi phí không chính thức cũng đã được bàn luận trong một diễn đàn vì Quảng Trị phát triển do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tổ chức xung quanh vấn đề cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị với nhiều ý kiến chăn trở, rất sát đúng thực tế của các khách mời. Ở đây chúng tôi không nói là nhiều hay ít, nhưng mà hầu hết là nhiều nơi đang còn có cái tình trạng chi phí không chính thức. Thì cái này là nằm cái tâm lý rất là phiền hà cho doanh nghiệp. Nếu như không giải quyết được cái điểm nghẽn này thì chúng ta khó mà nâng cao được cái năng lực cái nền kinh tế. Chúng tôi cũng đề xuất Ủy ban nhân tỉnh cho thiết lập các cái đường dây nóng để lấy ý kiến của các doanh nghiệp, phản ánh kịp thời những cái hiện tượng tiêu cực nhũng nhiễu. Các doanh nghiệp là hãy lên tiếng khi có những cái hiện tượng đó để chúng tôi kịp thời giúp cho doanh nghiệp tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đó là những ý kiến nhìn nhận rất sát đúng với thực tế mà chúng tôi trích dẫn từ diễn đàn Vì Quảng Trị Phát Triển số 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Trong khi đó, với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khi được hỏi về vấn đề này, hầu hết đều né tránh, hoặc nếu không cũng có những câu trả lời theo cách của họ. Rất ít ý kiến đề cập thẳng thắn về vấn đề này. Sau đây là ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Chi phí không chính thức thì tùy theo cái cách nghĩ của mỗi người. Có một vài doanh nghiệp đã kêu gọi rồi, lên tiếng rồi, những cái vướng mắc đó rồi, thì các cái phòng ban, các cái sở ban ngành, các cơ quan chức năng đã giải quyết cho họ thấu đáo đến đoàn nào. Nếu như mà chưa giải quyết thì chắc có lẽ sẽ không có doanh nghiệp lên tiếng. Đó là cái thực theo ý kiến của bạn thôi, để cho tỉnh nhà ngày càng phát triển. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chi phí không chính thức quá lớn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu tư, giá thành sản phẩm, việc minh bạch vốn của nhà đầu tư, lợi nhuận của đầu tư. Điều này gây tâm lý không tốt cho các nhà đầu tư, dẫn đến việc đầu tư vào địa phương sẽ giảm sút, mặc dù chúng ta đã có nhiều chính sách mời gọi đầu tư rất tốt. Có thể thấy, nguyên nhân chính của việc các doanh nghiệp chấp nhận những khoản chi phí không chính thức là do tâm lý muốn nhanh được việc và do thái độ làm việc của một số cán bộ công chức cố tình gây nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp. Và một khi xu hướng coi việc gia tăng mức chi phí không chính thức để bôi trơn được mặc định như việc đương nhiên trong hoạt động của doanh nghiệp, không chỉ làm cản trở cạnh tranh lành mạnh, tăng chi phí sản xuất và giảm bớt lợi nhuận của doanh nghiệp, mà còn tạo kẽ hở cho thất thu ngân sách nhà nước vì áp thuế sai hoặc bỏ qua những sai phạm của doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ lớn gây hại cho nhà nước, thị trường và xã hội. Hơn nữa, sự tiếp tay cho các hành vi tiêu cực và vi phạm pháp luật khác cản trở việc lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất, dẫn đến chi phí cao hơn và chất lượng kém hơn trong sản xuất kinh doanh, đầu tư công và đầu tư xã hội. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có những yêu cầu cao hơn đối với các đơn vị, các sở ban ngành trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp để cải thiện điểm số chi phí không chính thức. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu doanh nghiệp không lên tiếng về vấn đề này thì nó vẫn sẽ tồn tại bất thành văn và ngấm ngầm tồn tại. Thế nên, cùng với việc kêu gọi doanh nghiệp lên tiếng thiện chí, có trách nhiệm, các cơ quan chức năng cũng cần giải quyết và công khai kết quả giải quyết một khi doanh nghiệp đã lên tiếng. Cần phát huy tối đa công cụ giám sát của dự án dân chấm điểm M-Score như đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề cập. Có như vậy mới chấm dứt tình trạng một số lúc, một số nơi, các địa phương, các đơn vị chưa thực sự làm hài lòng nhà đầu tư mà đang làm nản lòng nhà đầu tư, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn 2017-2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mục sự kiện bình luận tuần này của chúng tôi. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.